Sau 5 ngày học tập, 110 học viên là cán bộ nguồn, quy hoạch các chức danh, lãnh đạo, diện ban thường vụ tỉnh ủy quản lý đã hoàn thành chương trình bồi dưỡng, cập nhật kiến thức do tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức. Đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy dự và phát biểu tại lễ bế giảng vào sáng ngày 7 tháng 4 trong quá trình học tập bồi dưỡng các học viên đã được các giáo sư phó giáo sư tiến sĩ các nhà khoa học của học viện chính trị quốc gia hồ chí minh truyền đạt trao đổi cập nhật kiến thức mới củng cố nâng cao nhận thức bản lĩnh chính trị lập trường cách mạng nhận thức tư duy và phương pháp luận rèn luyện đạo đức cách mạng tác phong công tác kỹ năng lãnh đạo quản lý xử lý tình huống cụ thể phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo quản lý tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện thực tiễn của tỉnh và của địa phương cơ quan đơn vị Kết thúc lớp học, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã cấp chứng nhận tốt nghiệp chương trình bồi dưỡng cho các học viên. Phát biểu tại lễ bế giảng, đồng chí Lò Minh Hùng cảm ơn các giảng viên của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức thành công khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ của tỉnh. Đồng thời đề nghị các học viên sẽ vận dụng linh hoạt những kiến thức tiếp thu được để giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15 đề ra, xây dựng tỉnh Sơn La phát triển xanh, nhanh và bền vững.